Ngân nói rằng là hy vọng sẽ chiến thắng dù kết quả nào thì mong mọi người chấp nhận và tôn trọng, bởi đội nào cũng đánh muốn nhận huy chương vàng thì ai sẽ nhận huy chương bạc. Việt Nam cố lên. Comment cũng rất hay. Những tình huống len lao của Kiều Trinh đang phát huy được tác dụng rất lớn, và đó là những điểm mạnh mà chúng ta cần phát huy. Quá tốt trong những tình huống bóng vừa rồi, hai tình huống ghi điểm liên tiếp của Kiều Trinh. Tuyệt vời. Tiếp tục là những tình huống bỏ nhỏ của Thái Lan, và chúng ta hãy dè chừng những tình huống bỏ nhỏ. Điểm cho Thái Lan 2 đều. Xin lỗi quý vị khán giả, mình tắt mic nhưng quên bật nên là mình đoạn hay mình vẫn nói, nhưng mà các bạn nhắc thì mình mới nhớ các bạn ạ. Xin lỗi các bạn nhé. Bước một khá tốt. Tiếp tục là len lao của Kiều Trinh. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cơ hội nữa. Kiều Trinh đánh biên. Trọng tài xác định đó là tình huống đánh bóng ra ngoài của Thanh Thúy. Thanh Thúy cho rằng đó là tình huống bóng trong. À, Thúy cho rằng đó là tình huống chạm trán đi ra ngoài. Có lẽ là chạm trán rồi. Có lẽ là chạm trán rồi. Chạm trán rồi, chạm trán rồi anh em ơi. Chạm trán số 15 rồi. Chạm trán số 15 Soraya. Chúng ta để thấy rằng khi mà có những tình huống bước một thì Khánh Đang đã chủ động bắt bóng để cho Trinh thực hiện những tình huống lao len. Và đó là những tình huống mà Kiều Trinh đang phát huy được sức mạnh của mình. Và chúng ta cần phải phát huy được những điểm mạnh đó đứng trước một đối thủ cực kỳ mạnh đến từ Thái Lan. Không, không chắc chắn anh em ạ. Không chắc chắn. Và điểm số được nâng lên 3-2 cho đội tuyển Thái Lan. Vẫn còn Kiều Trinh. Chuyển hơi xấu của Kiều Trinh. Tình huống bay sau đầu quá tốt của số 12 Khắc Tay à. Điểm cho Thái Lan 4-2. Cố lên, chúng ta hãy cắt mạnh lên điểm của Thái Lan đi nào. Cố lên cậu gái vàng của Việt Nam. Vừa bay vừa cười. Quá tự tin. Về các ngoài đến từ Việt Nam. 3-4 cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn là những tình huống đánh len tốt của Kiều Trinh. Đó là những thế mạnh, đó là những điểm mạnh mà chúng ta cần phát huy hơn nữa. Đánh biên. Những nỗ lực phòng thủ của Nguyễn Thị Trinh
thì lực đập của số 19 chắc chuồn đang thị uy hàng phòng thủ của chúng ta. Rất cố gắng nhưng Nguyễn Đình Trinh đã không thể phòng thủ thành công. Trên sân khi mà Kim Thoa sẽ vào thay cho Kiều Trinh, Nguyệt Anh sẽ ra sân và nhường chỗ cho Đoàn Thị Xuân, và chúng ta hy vọng rằng Đoàn Thị Xuân sẽ thể hiện được sức mạnh của mình với những tình huống block đối thủ. Thanh Thúy, một tình huống đánh biên tốt của Thanh Thúy và điểm số được săn bằng 5 đều cho đội tuyển Việt Nam. Một chuyển tốt của Kim Thoa dành cho Thanh Thúy. Đây là hai người đồng đội đang thi đấu cho VTV Bình Điền Long An. Quý vị khán giả khi mà thấy Đoàn Thị Xuân vào sân đang rất phấn khởi và hy vọng những phẩm chất block của Xuân sẽ được phát huy trong trận đấu ngày hôm nay. Và tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của Kim Thoa, 6 năm cho đội tuyển Việt Nam rồi. Chúng ta đã vươn lên dẫn trước ở trận đấu thứ hai này, mặc dù đó chỉ là một điểm thôi nhưng đó cũng là một tín hiệu vui. Phát bóng bay và khiến cho đối thủ rất khó điều chỉnh bước một. Xin chào bạn Huy Phan. Xin chào Huy Phan và xin chào toàn thể gia đình Huy Phan nhé. Chúc Huy Phan và gia đình Huy Phan thật nhiều sức khỏe và luôn may mắn và luôn thành công trong cuộc sống. Mình chào bạn Huy Phan rồi nhá. Xin chào bạn Huy Lê. Xin chào bạn Hồng Dương. Các bạn Nguyễn Phương nói rằng tập trung Việt Nam ơi. Xin chào bạn Bảo Thái. Và chúng ta hãy cùng theo dõi này, theo dõi tiếp tục trận đấu này nào. Kim Thoa, bóng chạm vào người Thanh Thúy đi ra ngoài, điểm cho đội tuyển Thái Lan 6 đều. Đó là một tình huống bóng may mắn của Thái Lan. Nếu như không chạm vào người Thanh Thúy có lẽ bóng đã đi ra ngoài 6 đều rồi. Mặc dù Thúy đã rất nhanh để tránh bóng nhưng không kịp. Xin chào bạn Ngân Khưu. Và điểm số tiếp theo dành cho đội tuyển Việt Nam. Quá hay. 7-6 rồi. Chúng ta lại vươn lên dẫn trước, mặc dù chỉ dẫn trước một điểm thôi nhưng nó cũng là một trong những niềm tin và những dấu hiệu tích cực của các cô gái đến từ đội tuyển Việt Nam. Xuân ơi, em đang lấy được niềm tin yêu của khán giả và em hãy cố gắng thể hiện đúng phẩm chất, đúng những gì mà em đã thể hiện trong những trận đấu tiếp theo. Rất hay, Kim Thoa, bóng vẫn cột. Cố lên, Việt Nam cố lên. Là bóng rất hay. Nhưng sau đó là tình huống đánh bóng ở vị trí số 3 của số 5 Thát Đảo. Điểm cho Thái Lan 7 đều. Nhưng trước đó là những tình huống phòng thủ tốt của Kim Thoa hay Kiều Trinh. Anh cảm ơn Ngân Khưu nhé. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống đập bóng như bố mổ của Thanh Thúy nhưng hàng thủ của họ đang chơi hay. Chắn bóng tốt. Bóng vẫn còn. Như Quỳnh. Bóng trong sân. Và đó là một tình huống đánh bóng tốt của Vi Thị Như Quỳnh. Vi Thị Như Quỳnh đã lên tiếng. Và chúng ta lại vươn lên dẫn trước với tỷ số 8-7. Những khởi đầu thuận lợi trong trận đấu thứ hai này đang làm cho quý vị khán giả của chúng ta thêm tin tưởng. Và quý vị khán giả đang cổ vũ rất nhiệt thành cho các cô gái của chúng ta.
Một tình huống đánh bóng về góc xa của Như Quỳnh đã có điểm. Nhưng sau đó là câu trả lời của Thái Lan. Vẫn là tình huống đánh bóng nhanh ở vị trí số 3 của Thát Đăng. Đường chuyền nhĩ đặt của chuyền 2 cho Thát Đăng. Quá hay. Mặc dù Lý Luyến đã theo bóng chắn nhưng với cái cổ tay rất không phải Lý Luyến mà Nguyễn Thị Trinh. 8 đều. Đoàn Thị Xuân. Cái tên Xuân đang được chúng tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần ở giải đấu năm nay. Xuân đang chơi rất hay. Xuân đã có một mùa giải được xem là thành công. Cho dù kết quả như thế nào thì với Xuân, trong lòng khán giả ở mùa giải năm nay, Xuân đang chơi cực kỳ đứng đạt. Và đó là một trong những điều, một cái tên mà chúng ta hy vọng rằng sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có được những lợi thế nhất định. Cơ hội. Bóng chạm tay chắn rồi. Bóng chạm tay chắn của Thúy và Trinh. À, Trinh và Trinh đi ra ngoài rồi. Hai Trinh. Bóng chạm tay chắn của Vinh Như Quỳnh anh em ạ. Không phải là Trinh nhỉ. 9 đều. Đánh biên. Vinh Như Quỳnh ngày hôm nay đang phát huy được phẩm chất của một thủ lĩnh. Đây là một trong những cái tên mà quý vị khán giả đang nhắc đi nhắc lại cũng rất nhiều. Quá tốt, bóng chạm tay chắn đi ra ngoài. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 19. Đánh nhanh và chúng ta có hai điểm số liên tiếp. Người vừa ghi điểm đó chính là đội trưởng Thanh Thúy với một tình huống chấp cơ hội rất nhanh của Thanh Thúy và điểm số được nâng lên 11-9 cho đội tuyển Việt Nam. Cách biệt lúc này đang là 2 điểm. Mặc dù con số không quá lớn nhưng đây cũng là một trong những hy vọng và mang lại tinh thần rất lớn cho các cô gái của chúng ta. Tiếp tục là tình huống pha bóng tấn công của Vinh Thị Như Quỳnh. Bóng không qua lưới và điểm cho đội tuyển Việt Nam 12-9 rồi. Quá tuyệt vời. Đoàn Thị Xuân sinh năm 93 ngày thứ hai đó anh em nhé. Quá tuyệt vời. Và quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng cháy cùng đội tuyển Việt Nam nào. Và sau đó là tình huống đánh bóng từ hàng sau của số 16 Pimpichea. Bóng chạm tay chắn của Thúy và điểm số được rút ngắn còn 10-12 cho Thái Lan. Chúng ta hãy tận dụng cơ hội này nào. Bước một khá tốt. Đánh biên. Thúy đã bật rất cao. Thúy bật rất cao và đánh bóng chêm chắn điểm cho đội tuyển Việt Nam 13-10 rồi. Cách biệt lúc này đang là 3 điểm. Những tình huống bật nhảy động tác giả của Nguyễn Thị Trinh đã đánh lừa được hàng chắn của Thái Lan. Sau đó là tình huống phá bóng ra ngoài. Đáng tiếc Trinh đã phá bóng ra ngoài. Điểm số được rút ngắn còn 11-13 cho Thái Lan. Chúng ta hãy tận dụng từng cơ hội một trong trận trận đấu này nào. Tiếp tục là một tình huống đánh bóng tốt nữa của 4D. Tuyệt vời. 14-11 dành cho đội tuyển Việt Nam. Rất cao đánh xuyên chắn của Thanh Thúy. Mặc dù đường truyền của Kim Thoa cho Kim Thị, Thanh Thúy là hơi xa. Đánh bóng từ hàng sau. Nỗ lực phòng thủ của Kiều Trinh. Điểm cho Thái Lan 12-14. Chúng ta hãy tận dụng cơ hội này nào. Tận dụng nào. Bước một tốt lên. Bước một. Đánh bóng từ hàng sau.
trọng tài xác định đó là tình huống đánh bóng ra ngoài của Vi Thị Như Quỳnh. Điểm cho Thái Lan 13-14. Không sao cả, chúng ta vẫn đang dẫn trước một điểm. Hãy tận dụng từng cơ hội một. Tình đánh nhanh của các ngoại Thái Lan và người ghi điểm đó chính là Khắc Đạt. 14 điểm. Cần phải điều chỉnh lại. Thanh Thúy, đó là một điểm số dành cho đội tuyển Việt Nam. Đúng, tình huống di chuyển của Thanh Thúy là rất linh hoạt. Đánh thu của Thanh Thúy đã phát huy được tác dụng, đánh lách chắn rất hay. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 15-14. Bóng vẫn còn. Tình huống phòng thủ, bóng đi ra ngoài của Thái Lan. Tiếp tục là một điểm số nữa dành cho đội tuyển Việt Nam 16-14. Lật lưới khiến cho quỹ đạo bóng bị đổi hướng. Đó là một điểm số may mắn. Một nụ cười rất tươi đến từ Kiều Trinh. Quý vị khán giả của chúng ta đang hy vọng rằng chúng ta sẽ có một kết quả thuận lợi ở trận đấu thứ hai này. Và mình cũng hy vọng điều đấy. Bực bực khá tốt. Cơ hội. Tình huống chắn bóng đi ra ngoài của Vi Thị Như Quỳnh. Nhưng đó cũng là một tín hiệu rất mừng khi mà Như Quỳnh đã bám chân rất sát số 19 của Thái Lan. Mười lăm mười sáu cho Thái Lan. Như Quỳnh vẫn chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Đánh bóng từ hàng sau và chúng ta tiếp tục có điểm. Có lẽ rằng ban huấn luyện của Thái Lan đang cho rằng cú bật nhảy từ hàng sau của Thúy đã chạm mạnh và tạm thời chúng ta tạm thời anh em nhé. Đang dẫn với tỷ số 17-15. Cầu trời nào cầu trời cho tình huống bóng vừa rồi của Thanh Thúy không dẫm vạch. Chưa dẫm vạch anh em ạ. Chưa dẫm vạch. Thái Lan 16 đều. Họ đã thành công trong cuộc khiếu nại vừa rồi. Một tình huống phạt bóng răng lưới. Đi đạn bóng thì đổi hướng khiến cho chúng ta không thể có tình huống đúng một thành công. Điểm cho Thái Lan 17-16. Xin chào bạn Tuấn Linh, xin chào bạn Diệu Linh, xin chào bạn Linh Bùi. Và chúng ta đang hy vọng ở trận đấu thứ hai này chúng ta sẽ có được một lợi thế nhất định. Mặc dù những gì mà các cô gái của chúng ta thể hiện đã tốt hơn hiệp thi đấu thứ nhất rất nhiều. Phạt bóng không qua lưới và điểm số được san bằng cho đội tuyển Việt Nam 17 đều. Một trận đấu quá hồi hộp, một trận đấu mà các cô gái của chúng ta đã chơi tốt. Quý vị khán giả đang nói rằng Việt Nam cố lên, Việt Nam chơi hết mình lên. Tú Linh
Bóng vẫn còn. Như Quỳnh. Không được, hàng thủ của họ chơi rất tập trung. Và trọng tài xác định đó là điểm số dành cho đội tuyển Việt Nam với lỗi hai chạm. 18-17. Chúng ta lại vươn lên dẫn trước một điểm rồi. Mắc lỗi hai chạm đó chính là số 23 Chirima. Bóng trong sân. Bóng chặt bóng tốt. Và đó là một điểm số tiếp theo dành cho đội tuyển Việt Nam. 19-17. Cố lên Việt Nam ơi. Cố lên Việt Nam ơi. Bóng chạm tay của Vi Thị Như Quỳnh. Quá hay. Chúng ta hãy cẩn trọng với những tình huống bỏ nhỏ như vậy. Thời gian hội ý của Thái Lan đã kết thúc và chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến ở set đấu thứ hai. Và lúc này Việt Nam đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 19-17. Bước một khá tốt. Bóng chạm tay chắn của Nguyễn Thị Trinh đi ra ngoài. Điểm số được rút ngắn còn 18-19 cho Thái Lan. Và chúng ta hãy cùng tận dụng những cơ hội để nâng tỷ số. Qua lưới của Vị Thị Như Quỳnh. Có lẽ huấn luyện viên Tuấn Kiệt đã không hài lòng với tình huống đánh bóng vừa rồi. Mong rằng những tình huống xử lý an toàn hơn của Vị Thị Như Quỳnh. 19 đều. Tình huống bổ chuyền rất hay. Bóng vẫn còn. Thanh Thúy. Tình huống đập bóng rất mạnh của Thanh Thúy và chúng ta sẽ có một cơ hội nữa. Kiều Trinh để chuyền không tốt dành cho Thanh Thế và bóng đi ra ngoài. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 20-19. Đừng ngỡ rằng chúng ta đã mất điểm trong tình huống vừa rồi nhưng may mắn đã thuộc về Việt Nam. Chúng ta lại vươn lên dẫn trước. Xin chào bạn Ngọc Kiên. Ngọc Kiên đang nói rằng Việt Nam cố lên. Xin chào bạn Tuấn Anh. Lâm Oanh. Bước một phòng thủ rất hay. Kiều Trinh. Bóng trong sân. Một tình huống đánh chéo sân rất tốt của Kiều Trinh. Rất tỉnh táo trong tình huống bóng vừa rồi. Đó là một tình huống đánh bóng thông minh. Chúng ta hãy cùng xem cổ tay của Kiều Trinh hướng trái bóng đi chéo sân. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 21-19. Kiều Trinh. Bóng ra ngoài. Điểm cho Việt Nam 22-19. Và chúng ta đang vươn lên dẫn trước. Cách biệt lúc này đang là 3 điểm. Những dấu hiệu tích cực của cô gái đến từ đội tuyển Việt Nam. Của Vị Thị Như Quỳnh. Điểm số được rút ngắn còn 20-22 cho Thái Lan. Chúng ta hãy tận dụng cơ hội này nào. Lâm Oanh.
Ví thị như Quỳnh. Quỳnh ơi, Quỳnh đã chơi hay trong tình huống bóng vừa rồi. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 23-20. Và chúng ta vẫn đang dẫn trước Thái Lan với cách biệt là 3 điểm. Một tình huống vào đà chuẩn, một cú dứt điểm kết thúc đường bóng gọn gàng của Vị Thị Như Quỳnh. Vẫn là tình huống đánh bóng lòng tay ở hố đổ xu. Chua bóng lòng tay rất khó đỡ. Hai mốt hai ba nào các cô gái của chúng ta ơi, chúng ta hãy tận dụng từng cơ hội một để mang về điểm số quan trọng này nào. Đây sẽ là một điểm số cực kỳ quan trọng nếu như chúng ta tận dụng được cơ hội này. Bước một rất tốt. Đánh biên! Đánh biên! Và đó là điểm số thuộc về đội tuyển Việt Nam. Người vừa ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam không ai khác, đó là đội trưởng Thanh Thúy. Một tình huống bật rất cao, đánh chuyên trắng của Thanh Thúy đã mang về điểm số thứ 24. Set point rồi. Chúng ta cách chiến thắng ở trận đấu thứ hai này chỉ còn một điểm nữa thôi. 24-21. Nguyễn Thị Trinh. Đây sẽ là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy. Trời ơi Thúy ơi, tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng ta đã có chiến thắng ở set đấu thứ hai với tỷ số 25-21. Một set đấu quả cảm, một set đấu mà chúng ta có quyền hy vọng ở những set đấu tiếp theo. Một tình huống block rất hay của Kiều Trinh và sau đó là tình huống kết thúc điểm số quyết định ở set đấu thứ hai thuộc về đội trưởng Thanh Thúy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng ta đang thi đấu thăng hoa trước người Thái và chúng ta có quyền hy vọng. Trải qua hai set đấu thì chúng ta đang hòa với tỷ số 1 đều. Lần lượt các set là 25-17 và 21-25. Một set đấu mà quý vị khán giả đã phải thốt lên rằng cảm xúc, thật sự cảm xúc với những gì mà các cô gái của chúng ta đang thể hiện. Và chúng ta luôn hy vọng rằng với những tinh thần đó, những tinh thần quả cảm đó và quyết tâm đó sẽ được giữ vững trong suốt chặng đường tiếp theo của trận đấu. Và quý vị khán giả thân yêu của chúng ta ơi, hãy để lại những comment, hãy để lại những lời chúc dành cho các cô gái của chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng cháy hết mình trong buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù thời điểm này chúng ta vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta có quyền hy vọng với những gì mà chúng ta đã thể hiện ở trận đấu thứ hai này. Tuyệt vời. Cảm ơn bạn, yêu anh bình luận viên. Một set đấu quá cảm xúc, một set đấu mà đến ngay cả bản thân tôi khi ngồi trong cabin này cũng phải nói lên rằng tôi yêu các bạn, tôi yêu những con người Việt Nam, tôi yêu những cô gái đội tuyển Việt Nam. Các bạn đã để lại cho tôi những cảm xúc thật tuyệt vời ở set đấu thứ hai này. Dù như thế nào chăng nữa, các bạn vẫn là những người hùng trong lòng quý vị khán giả và trong lòng chính bản thân tôi. Quá tuyệt vời. Một trận đấu không thể nói khác được. Việt Nam đã thi đấu hết mình, thi đấu vì màu cờ sắc áo. Vâng, xin chào bạn Hồng Trúc. Xin chào bạn Linh Võ. Xin chào bạn Dương. Xin chào bạn Tiệp Võ. Xin cảm ơn bạn Vi Nguyễn. Bình luận viên phải như thế này này chứ không phải bình luận viên ở VTV luôn chê bai Việt Nam tân